ngoài bên kia là nhân sự trong đây nó sẽ thiếu. Thì hôm nay mình đã vào chương trình luôn là đây anh có tạo một cái dừng ở trên Facebook ấy để mời những anh em về muốn chia sẻ cảm nhận những cái siêu phẩm HD mới ra cái nửa đầu năm 2023. Ổi có Xperia Z này, hay là sẽ có Timothy Pro và Vega No 6. Lát nữa mình sẽ có khoảng con V10 này để cho anh em trên tay và có cái so sánh như là thảo luận giống như một cái nhóm nhỏ nhỏ mình đến với nhau ở vui công nghệ ấy. Hôm nay thì cũng là nhân có cả cái sự kiện là do công ty tổ chức sinh nhật một năm thành lập Diện Thông Minh. Công ty tổ chức sự kiện để chọn một cái người có 5 cái số điện thoại cuối cùng mà gần nhất lớn hơn cái số random sẽ quay trong hôm nay thì sẽ được sở hữu một chiếc Galaxy S3 giá 3.340.000 này, 2.340.000. Hôm nay mình sẽ mời luôn một bạn là anh em khách quan sẽ quay lần lượt 5 lần cho 5 số, mỗi bạn quay một lần để mỗi số đó sẽ ghép thành một bộ 5 số và sẽ chọn ra người may mắn nhá. Thì anh em mình sẽ tiến hành cái chương trình này. Đấy, quay tiếp ra nhỉ? Quay rồi. Đầu tiên là anh mời em Tùng ấy, mời cái này ra sao? Là gì? Đây là ra từ trong OI rồi. Mình để không lên quay rồi. Đây là làm gì? Quay phải à? Em refresh lại trang web. Quay một số nhé, từ 0 đến 9. Được chưa, em quay nhé. Vâng, và sau đây thì chúng tôi sẽ chính thức chương trình quay số trúng thưởng ngày hôm nay. Và tiếp tục vẫn là trang random org. Số 5 anh ạ. Số bao nhiêu? 5 ạ. Số 5 ạ. Thì chúng ta đã quay được số 5 và số đầu tiên. Em quay ở kính. Số 5 nữa. Mời em quay số tiếp theo. Mời em quay số tiếp theo. Có 5 người sẽ quay 5 cái số khách quan. Hôm sau có khi ở chọn theo sổ số miền Bắc. Xin mời bạn. Số 3. Số 3. Tiếp theo chúng ta đã được số 3. 53. Xin mời một bạn nữa. Vâng. Mời ra cho bạn. Rồi bạn nhấn đi cho mình ạ. Nhưng mà nhớ chuẩn của mình nhé. Ba. Vâng, tiếp tục là một số 3 nữa. 533 đúng không? 533. Mời một người anh em nữa. Lên đây không? 533. Dạ, dạ, xin mời bạn. Tiếp chúng ta được số 6. 5336, còn một số cuối cùng. Xin mời bạn ạ. Trong đây có bạn nào trùng số điện thoại của bạn nào trong đây chưa nhỉ? Hai. Số cuối cùng chúng ta là số 2. 5362. Và kết quả của chúng ta là 53362. 53362. Và tiếp theo đây thì chúng mình sẽ up cái số trúng thưởng này lên trên fanpage và các bạn có thể theo dõi và chọn ra một người trúng thưởng ngày hôm nay sở hữu chiếc Galaxy S3 với giá là 2.330.000 đồng. Và tiếp tục chiều nay thì chúng ta sẽ có một siêu phẩm khác với giá siêu sốc. Và các bạn hãy chờ xem đó siêu phẩm gì nhé. Ok, thank you. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn nhé. Em ơi!